Đó. Mặt trước của phân DAB Việt Nhật nè, phải có 1846 thành phần đàng hoàng DAB. Đó, và tên công ty là phân bón Việt Nhật đàng hoàng nha. Rồi. Còn cái này là DB Việt Nhật 18460 Việt Nhật ha. Cũng có là đạm nè, 18 nè, lăng 46 nè. Tất cả DB đều có phải thể hiện là thành phần đạm lăng và nồng độ bao nhiêu mới gọi là DB ha. Và hướng dẫn sử dụng đó. Và có nhà máy sản xuất là của Trung Quốc nè, nguyên liệu của Trung Quốc nè. Việt Nhật là công ty Việt Nhật là nhập khẩu và phân phối thôi, mà nguyên liệu của Trung Quốc. Hạn sử dụng là 2 năm. Đó. Và có cái đát ngày sản xuất, ngày đóng bao á. Đó. Có quy cách, có số đăng ký chất lượng, có số công nhận mã số phân bón ha. Đầy đủ hết. Nó mới gọi là phân bón được lưu hành chính thức. Đây là một mẫu DAB hạt vàng ha. Đó, cũng thành phần là 18460. Nguyên liệu Philippines rõ ràng. Đó. Và thành phần là thể hiện là đạm total, tổng cộng của đạm là 18% nè, lăng là 46% nè. Đó, đầy đủ ha. Và nguyên liệu từ Philippines ha. Nguyên liệu Philippines. Mình sẽ quan sát thêm cái mặt sau của bao phân ha. Đó, cũng ngoài ra nó cũng còn có cái tem decal phụ dán thêm nè. DAB là viết tắt nè của diamond phosphate ha. Đạm lăng cộng lại là 64, đạm là 18, lăng là 46, đạm lăng cộng lại là 64%. Bao 50 kg ha. Rồi. Và bên hông của bao phân DB Trung Quốc này nó có cũng để là 1846 ha, và có logo con én, có chữ EG ha. Đây là logo con én đỏ có chữ EG.